Xin chào quý vị khán giả kênh Khương Dừa. Khương Dừa xin kính chúc quý bà con cô bác mình thật là nhiều sức khỏe. Hiện tại thì Khương Dừa đang có mặt tại quán cà phê Lệ Đá ở số 596 đường Lê Văn Quế, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh bà con cô bác. Dạ, hôm nay là chủ nhật ngày 23 tháng 4 2023. Hôm nay thì Khương Dừa tiếp tục cast team chương trình Ngôi Sao Miệt Vườn mùa thứ hai. Hôm qua thì Khương Dừa cast tới 11 giờ mấy khuya luôn á, và cast được gần 180 quý bà con cô bác đã tham gia. Và cũng rất là vui khi chia sẻ với bà con cô bác là mùa này là bà con cô bác hát hay quá trời luôn. Dạ, hát cổ cũng hay, hát nhạc trữ tình cũng hay, hát nhạc trẻ cũng hay luôn. Dạ, và hôm qua thì bà con cô bác đến từ miền Tây rất là nhiều luôn, miền Trung cũng nhiều nữa. Dạ, có Tây Nguyên nữa, và thành phố Hồ Chí Minh nữa, miền Đông nữa. Hôm nay thì Khương Dừa lại cắt tiếp, và sắp tới thì Khương Dừa sẽ cắt ngày 6 với ngày 7 tháng 5 2023 nữa nha bà con bác, cũng tại quán cà phê Lệ Đá luôn. Nếu mà đợt này bà con bác chưa cắt đăng ký tham gia cắt tin được thì bà con bác có thể đăng ký đợt tới. Dạ, để cắt. Ồ, đây bà con bác đang đứng đợi. Dạ, cho cô đang đứng đợi để lấy số danh. Bị kẹt rồi. Sao mấy bạn làm không kịp rồi? Trời ơi, con với trà sữa của Bảy phá. Dạ, dạ, chào cô Bảy. Trời, cô Bảy ở đâu? Con ở phòng ruột mà muốn. Cô không biết nhắn tin đồ á. Đó hả, con biết cô Bảy không biết nhắn tin hả? Tôi chụp với cô một combo đi con. Dạ, đó nè, giống như trường hợp của cô Bảy nè, con bác không biết nhắn tin và không biết gửi mail, không biết hotline. Cho nên là nếu mà bà con bác không biết những cái thông tin đó thì bà con bác chỉ cần biết cái thời gian để điểm cát, bà con bác tới trực tiếp luôn. Cũng vậy là hai người cái bên mà. Cô không có biết thời gian, không biết đăng ký ha. Cô thích chương của con với của trà sữa dữ lắm luôn. Dạ, con cảm ơn cô. Dạ, cô cũng câu á. Dạ, dạ. Nhưng mà cô được như vậy cô mừng quá trời luôn. Dạ, dạ. Hôm qua con cát đông lắm. Hồi tối cô có coi mà. Dạ. Tối cô có coi nhưng mà giờ con chụp cho cô vô đây cô tắm đi. Chúc quà bà gì bà mà bà chụp chụp con bà gắn. Dạ, dạ. Dạ, dạ, gặp con vừa mừng quá. Trời ơi, cô gặp Khương Dừa con mừng quá trời cô. Tối ngày cô chỉ coi con với lại trà sữa không à. Dạ, con không cô. Ê, Phan Phan hát hát con. Ở đang đẹp con. Hai bà. Dạ, hai bà. Trời ơi. Trời. Bữa nay con hơi héo một xíu hôm qua con. Chụp con cái nên chút quạt bắn qua điện thoại cô dở đó. Để quá cái. Rồi, dạ, con về. Rồi, cô Trần Thị Khen. Cô phó quà thứ hai thị trấn Bình Dược luôn. Ở đâu rồi ta? Dạ. Ủa, chưa con lại con. Chưa con. Dạ. Rồi. Cười lên coi. Rồi, rồi cảm ơn con. Con. Dạ. Chú chụp giùm con. À, vô vô. Dạ đây. Cô cảm ơn con. À, có bà con bác hỏi Khương Dừa hôm qua sao không thấy anh ca nhạc sĩ Trường Sơn. Hôm qua thì anh bận lịch cho nên là hôm nay mới có mặt ảnh nha bà con bác. Dạ. Dạ cảm ơn con. Hôm qua có anh Châu Thanh tới nữa. Dạ. Dạ, dạ cảm ơn. Dạ, dạ, hôm qua anh tới rồi cô. Dạ, hôm nay anh không có tới. Dạ, mê mấy từ đó đi. Dạ, dạ. À, ai chụp anh? Dạ, chị. Chụp tắm nữa con. Giờ chụp hình một vòng vô luôn xíu cái vô mình cắt. Nay mới thấy được mặt. Dạ, chào chú. Được chưa chị gái? Đem chụp cho. Được chứ, canh lâu ta. Được không chị? Chỉnh giùm cho cô coi sao mà nó nổi dây lên chụp lâu á. Nổi dây à. Đây, đây, đây. Chắc cô chỉnh hẹn giờ rồi. Đúng rồi. Đây 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 đi chỉnh. Dạ dạ dạ. Cô bấm hẹn giờ rồi. Trả lại. Dạ dạ dạ. Đâu hẹn giờ đâu con cũng không biết luôn. Cô biết tới em phải chụp giờ nha. Thấy không? Không à. Dạ. Ở bên tre. Chú ở bên tre hả? Ừ, có cài bắt sát thôi Khương Dừa. Chắc bên còn. Dạ. Dạ, 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 dạ. Vô chụp ra chụp đó. Dạ đây. Đồng hương với tre. Quay, quay, bấm quay. Quay. Vô, vô. Cô đam mê mà cô. Dạ rồi, cảm ơn chú. Dữ lắm nha, cô ở cái nhà Thái. Thái ốc luôn. Thái nuôi dúi ha. Nuôi ốc á, trời ơi. Nuôi dúi á. Đội tới đây mình Thái nó nuôi dúi á cô. Vậy hả? Bạn con hả? Tao đi thôi. Nó kêu tao tới thằng bác lận. Bà con bên bên chồng mà. Bà con hả? Ồ.
đi xe trồng hành hồi 3 giờ mới tới đây kiếm Khương Dừa. Dạ. Quá dữ. Rồi con cảm ơn ba. Đẹp con, coi mày đẹp chứ, đẹp. Được, để chứ. Con về. Nay con nhiêu tuổi rồi? Con 64. 64, nhà lớn hơn mẹ con tuổi. Dạ. Ba mẹ con tuổi. Dạ. Dạ đây. Dạ đam mê dữ lắm Khương Dừa rồi con Dừa. Mấy đứa con tao là dữ lắm. Trời ơi cái điện thoại chú chụp đẹp nè. Sao nó nét gì vậy? Chụp đẹp quá. Ồ được. Được con sắm cái điện thoại xịn quá. Phan để con để em nhờ mấy bạn chụp hình giùm em cái nữa. Phan chờ con xíu. Cái về quê vậy mà có chờ mấy bạn chụp hình. Con về thằng Thái hoài vậy? Con về Thái hoài mà có khi nào con gặp. Dạ. Dạ con về đó con chơi suốt. Con cô đam mê con biết như thế nào không? Cô dạ. Đam mê. Cô ao ước được một lần. Dạ. Mà bây giờ thì sao con lại về đó chơi hoài? Dạ dạ. Chờ con xíu thôi, chỗ cho anh em xíu thôi. Giờ mấy bạn chụp hình để chia sẻ lên. Ủa anh Sơn à? Chuyện Sơn. Dạ. Anh Sơn, vô chụp hình giao lưu anh Sơn. Đây bà con bác, xin giới thiệu bà con bác anh ca nhạc sĩ Trường Sơn và giám đốc âm nhạc của chương trình Ngôi Sao Miệt Vườn. Dạ, hôm qua có nhiều bà con bác hỏi anh quá trời luôn. Dạ. Cũng có không có anh mà cũng có người tặng quà cho anh luôn. Dạ. Thanh Long vừa cho anh luôn luôn. Hôm qua anh đi quay vậy. Mình khổ mấy bạn gọi không ai bắt máy chứ. Dạ. Đây ha, đây bộ tre hả? Đây cũng nắng à. Ui, bạn lu bu quá, khoan chạy em xíu thôi. Khổ. Nói mấy bạn ra, một bạn ra chụp hình anh đi. Một bạn ra chụp hình anh. Nói một bạn ra chụp hình, đứng đây chụp hình giao lưu anh sao? Để đâu chụp hình giao lưu bà con xíu anh vô. Đây, vô vô. Vô. Dạ rồi, cảm ơn. Dạ, cảm ơn anh. Dạ. Anh có cái túi đi anh. Anh chụp em với anh Phương. Lấy điện thoại em ạ, chụp. Trường Sơn em anh chụp cho luôn anh Sơn. Dạ dạ. Ủa, cái camera đâu? Dạ đây. Có nhiều cô chú lớn lớn không biết chụp hình nữa. Để em chụp cho. Dạ được anh. Vô lên sao anh sao anh sao anh sao vô chụp ra chụp em anh nắng trái anh quá kìa. Dạ rồi à, thấy thương nhất là có nhiều cô chú không biết Khương Dừa là quay xong đăng lại, có nhiều cô chú tưởng Khương Dừa là live stream. Đưa anh Minh chụp cho, đưa máy anh Minh chụp cho, tưởng Khương Dừa live stream. Cái Khương Dừa thí dụ Khương Dừa quay ở đây hôm nay, thí dụ chủ nhật cái Khương Dừa chiều Khương Dừa mới đăng lên. Ủa sao chỗ hả? Đúng là hên. Vừa xuống cái gặp Khương Dừa. Dạ xong cái thí dụ ngày mai Khương Dừa đăng lên, cái cô chú tưởng là Khương Dừa đang cắt ngày mai, cái bà con bác tới. Cho nên quý bà con cô bác là, dạ xem video á. Nghe cái thời gian á, Khương Dừa có chia sẻ cái thời gian, ví dụ hôm nay là chủ nhật ngày 23 tháng 4 2023 là Khương Dừa cát ở đây. Dạ là cát hết hôm nay là tới 11 giờ, khoảng tới 11, 12 giờ khuya gì đó là xong. Là Khương Dừa sẽ nghỉ ngơi rồi sẽ bắt đầu ngày 6, ngày 7 tháng 4, tháng 5 2023 Khương Dừa sẽ cát trở lại. Chú có một bài dòng cổ nói về Ngôi Sao Miệt Vườn, coi dùm chú coi ha. Ờ vậy thì chắc chú ca luôn đi. Ừ thì chúc nó ca luôn. Dạ. Nhưng mà gửi. Không sao đâu. Gửi dạ. Cho dạ. Mà chú thuộc chưa? Thuộc luôn. Chú thuộc cho con xin gì vậy này ha. Rồi. Chú sáng tác bài sáng hát tác anh nói. Miệt Vườn Quốc Tình Ca. Bài hát này tôi viết riêng để tặng chương trình. Cổ à? Đã tạo sân chơi mang đậm tính nhân dân và bổ ích. Giọng Kim Lan. Viết bao đến Ngôi Sao Miệt Vườn. Chú mới viết hả chú? Mới viết. Dạ. Dạ chú mới viết. Có không qua có cổ luôn, có đàn cổ cổ nhạc rồi, có đầy đủ. Ôi chào bé Vy, bữa nay có bán gà không? Dạ hôm nay lên gặp anh Thương. Ủa sao bữa giờ bán được không? Cũng chậm hả? Nó để bữa nào anh qua vô chụp hình, bữa nào qua vô chụp hình Vy. Gái hả? Dạ em đi, em lên cho anh nè. Gái hả? Dạ gái. Bữa thi nó bà bệnh hả? Dạ. Trời ơi, bà Vi tham gia chương trình Ngôi Sao Miệt Vườn 1. Dạ, chào bà con cô bác. Hát hay lắm, xúc động lắm.
ẩm em lên lên sao à, thấy không, thấy nhìn thấy hạnh phúc ra không? Ông xã mà đi hả? Dạ có, anh đi mua sữa cho mẹ. Mua sữa kìa, ông xã kìa. Chào em. Dạ anh Thương, có một bà chị của em á, bà nói bà hâm mộ anh từ lúc mà anh mới mở kênh đến giờ, bà nói để lên sao không em chụp hình với anh mà không thấy bà đâu. Không phải bà đâu hả? Rồi đi vô đây giao lưu bà con bác, bà con bác đang vô đây anh Chi Sơn ơi. Bà con bác đang sắp hàng để ghi số danh. Giờ bà con bác cũng chưa có chụp hình được tại bà con bác bước ra là sẽ bị mất vị trí. Dạ. Con lâu quá bữa nay bà thấy con ốm không? Không, con cũng vậy nhưng mà tại vì ở trong hình nó sẽ mập hơn. Vậy hả? Dạ, trong mình hình lúc nào sẽ mập và già hơn. Cô dạ. Là Trần Thị Em, cái này là Nguyễn Thị Bé, con không có biết thông tin gì hết. Dạ. Cô khoái thì đưa đi ạ. Khoái mà mấy lần trước không dám đi. Dạ. Nhưng mà cô đâu có gì đâu. Dạ thấy nó tự nhiên thôi, dạ dễ lắm không gì đó. Nên giao lưu thôi. Dạ dạ. Là cho phụ huynh hả? À? Cho. Dạ dạ dạ. Không. Thì mình thấy tự mình thấy, khỏi ghi dòng đó. Dạ dạ. Dạ dạ, cô đăng ký xong chưa? À, cô đăng ký xong đi rồi ra chụp hình. Ủa làm nhanh đó tụi con. Không chia ra. À chia ra cũng được. Chia ra hai ba dòng vậy đó. À. Chứ thôi đợi lâu quá. Cho mẹ chị chụp hình với em cái. Nè, trong khi các cô còn đợi, tụi em đưa giấy cho các cô ghi đi. Đưa giấy hết, các cô ghi hết chưa? Các cô nhiều cô vú chưa có giấy nè. Được hả? Không, mấy cô ghi tờ giấy xong rồi lợi rồi mấy cô nạp rồi ghi số báo danh. Nè, không kêu các cô đợi lâu lắm. Hả? Làm gì lâu lắm, đợi lâu lắm á. Tụi em đưa giấy á. Chứ tới đây tụi em mới ghi giấy hả? Tới đây mới ghi hả? Tới đây mới ghi giấy hả? Đi ra đây chụp hình với 19 số báo danh đưa kìa. Dạ hơi lâu xíu bà con bác thông cảm ghi cho nó kỹ để hơi lộn. Dạ. Rồi chị có chụp hình đi, chị có chụp hình đi. Dạ dạ. Lấy số báo danh không? Lấy số báo danh chưa? Trai dữ trời. Cảm ơn em. Ngoài đẹp trai hơn trong nhiều nha. Dạ. Có phim nhiều hơn. Lên fanpage đâu mà. Qua đó chụp hả con? Qua đây chụp luôn ha. Dạ dạ, đừng để chụp dạ. Kéo kéo. Té con. Từ té con. Khoan, để con che. Để con đứng sau, để con che mấy cô. Từ từ để con qua sau, để con che cô. Dung lên đi. Che Dung kìa. Con đứng sau con đi che cô. Nó về thấy con nè. Vô chị. Đó. Chị thấy em ở mùa Covid á, chị thấy em trên TV. Dạ, chị thấy em trên TV. Làm sao giữ cái chỗ đó nha, để đỡ mất hình sắp hàng lại nha. Dạ. Dạ. Ghi tạm được. Sau đó thì cứ lên fanpage. À, đưa cho chúng nó chụp fanpage của tôi. Lên chúng rồi chú. Thôi chụp. Dạ xin lỗi mấy cô nha, sáng hơi đông hơi lập cập một xíu. Để xíu con mấy bạn coi mấy bạn sắp xếp lại. Con Sơn à, Sơn à. Dạ dạ. Con phim bánh miệng màu trời ơi, thấy con nhiều dạ dạ. Qua đây nè cô, qua đây chụp này cô. Cô chụp nè. Dạ rồi, cảm ơn. Vô. Cho em với anh Thương tắm anh Phân. Dạ rồi. Dạ là may mắn vô chưa vô hả? Chưa vô. Chị chụp giùm em mấy chị. Vô rồi đó. Đồng lên coi YouTube anh xuống luôn á. Chụp con thôi mọi. Chụp con ha. Rồi nhấn nút đi. Dạ rồi, cảm ơn cô. Anh vô anh. Dạ.
Dạ rồi. Ôi mấy bạn làm không kịp. Cái này phải điện thông tin để ấy giấy xong cái gì hả, lát cô có quà. Quà con ha. Cô gửi cho con với lại ban giám khảo. Dạ, Đinh Sơn ha. Dạ. Cô đâu ạ? Cô đâu? Bà gì cô? Bà gì gọi gì cô? Thanh Long ha. Không có Thanh Long. Thanh Long luôn đầy thuốc không cô không dám. Dạ không hả? Dám mua. Cô làm mắm ở nhà. À, mắm ngon à. Mắm chua con khoái. Chuối nhà trồng. Chú chín hả? Chú xíu. Cây. Dạ. Nói em lấy số điện thoại cô đi. Dạ. Xíu. Giờ đang quay đọc số điện thoại cái là cô. Nắng bị chói quá chụp lại cái anh Thương. Dạ. Em đi ăn dữ à? Em đừng nói em hát ca cổ nha. Thôi à, ca nhạc quá. Cổ nhạc thì hả? Có hết tiếu có luôn hả? Chơi hết luôn. Có luôn hả? Tướng mậm chợ người hát cổ. Ca nhạc chung, ghét ca nhạc chung đó luôn. Chung hả? Ca dở một phái anh Phương lên đăng ký. Dạ hả? À, ra. Dạ. Bữa anh ghé nhà em hả? Trời ơi, ghé nhà không hỏi trước mà anh ghé, em đâu có nhà, em đi quay xuống à. Rồi, mấy nay bệnh quá, anh sao rồi? Anh đi hút thuốc, anh vô, nói chung anh cũng ổn. Ổn hả? Anh đi được, anh đi tốt không sao hết, đừng ngại. Ổn hả? Bữa anh, dạ. Anh ổn sao hết. Bữa anh bị bệnh rồi bác, mà anh đi hút thuốc, mà anh ghé nhà Khương Dừa. Để anh đăng ký tham gia chương trình Ngôi Sao Miệt Vườn. Khương Dừa đâu biết đâu, về thì mà Út mới nói Khương Dừa biết. Mà anh từ Bình Định vô á. Anh cũng dạ. Dạ. Để tôi chụp Khương Dừa ha. Dạ đây con cô ha. Khoan, xả tóc ra cái cho. Xả tóc rồi. Xả tóc cho nó bồng bềnh luôn. Khoan. Cô ở đâu cô? Trời đấy. Cô ở đâu cô? Cô nói nghe. Dạ cô nói. Khoan. Được chưa? Dạ được rồi. Nó lồng lỗ nắng đầy đẹp nha. Tắm đi rồi. Con vô hình con không ăn hay sao? Em tắm với anh Phương à. Dạ. Cho cô nóng này nè. Dạ cô. Dạ, gia đình em là dạ, hai chồng với hai đứa hôm con. Hôm bữa cô với con đã có nhắn tin nhau rồi. Cô đăng ký rồi mà cô chưa ấy, bây giờ là cô đi luôn. Dạ. Tôi phải nói câu chuyện này. Tao mê Khương Dừa. Dạ cảm ơn con. Rồi con mới nói là con cho số cô là điện với cô nhắn tin đây là cô có điện rồi nhắn rồi ha, cô đăng ký rồi ha. Dạ rồi giờ con giúp cô coi sao cô không biết. Thì đó. Cô tới rồi là mấy bạn ghi danh ghi là mình thi ai. Cô đứng đây đi. Dạ. Cô đứng vô đúng vị trí đi. Là con với cô có nhắn tin rồi nè cô. Dạ chắc cô nhắn vô bay con đó. Cô có số. Dạ. Vậy con nói một cô. Dạ không, cô cứ đứng vô cái xếp hàng cái vô cái mình ra cái băng các bạn ghi danh các bạn hướng dẫn cho cô. Nè cô. Dạ. Cô với con có nói chuyện đâu. Dạ. Dạ cho bạn tắm nè. 1 2 3. Rồi chờ xíu nha, chụp luôn cái này. 1 2 3. Rồi chụp dính Khương Bồi. Vậy là cô có lấy số không cô? Dạ có lấy cô, là có lấy số hết đó cô. Dạ lấy số dành hết đó. Dạ không, đăng ký cũng lấy số với danh cô để mới thi được. Dạ cô xếp hàng cô xếp hàng đi cô. Xếp hàng. Dạ xếp hàng lấy cô. Dạ. Dạ rồi. Dạ chào anh. Dạ. Rồi biết bao nhiêu? Ai chụp cô? Ai chụp cô? Mới tới thấy dạ. mua mực về xào rồi. Dạ. Với anh Quốc Dương đi. Dạ, Quốc Dương. Rồi ngày nào cũng coi cho. Dạ. Cảm ơn cô. Dạ hôm nay là tiếp tục một ngày rất là đông nữa, tại khu vừa chia ra 3 ca. Dạ ca sáng với là ca chiều với ca tối. Rồi ngoài bà con cô bác mà Khương Dừa gọi mời lên để casting á thì cũng có nhiều bà con bác tới trực tiếp. Là bà con chưa đăng ký á. Dạ rồi bà con bác thân mến nha, tại vì bà con bác đăng ký hiện tại là lên cũng gần 1.000 1.000 đăng ký rồi. Nhưng mà Khương Dừa trong 2 ngày Khương Dừa không cát được hết cho nên Khương Dừa gọi trước 300 bà con cô bác để Khương Dừa cát. Dạ anh trai cô. Dạ. Dạ cảm ơn anh. Dạ còn đợt sau Khương Dừa sẽ gọi tiếp khoảng 700 bà con cô bác nữa nhưng mà chắc đợt sau cũng không hết nữa đâu. Nhưng Khương Dừa sẽ chia ra. Dạ.
Khương Dừa sẽ chia ra làm rất là nhiều đợt, và có thể là tới hết tháng 5 mới xong á. Dạ dạ, hết tháng 5 mới xong thì cát xong á. Cát xong thì Khương Dừa sẽ trời gọi hoài cất mem đi. Cất mem luôn. Cát xong á thì Khương Dừa sẽ cát hết xong xong rồi Khương Dừa mới về, Khương Dừa coi lại cho kỹ. Dạ rồi Khương Dừa mới mới chọn lọc ra, rồi quý bà con cô bác nào mà đậu thì Khương Dừa sẽ báo để mình lên mình chọn bài để chuẩn bị ghi hình. Còn quý bà con cô bác nào mà chưa có đậu thì cũng vui lòng thông cảm với Khương Dừa nha. Tại vì chương trình thì như bà con bác thuyết thì cũng khoảng 1.000 quý bà con bác đăng ký tham gia, mà chọn ghi hình thì chỉ có khoảng 80 bà con bác thôi. Dạ đúng là nó chỉ có 1/10 thôi. Cho nên là sẽ có nhiều bà con bác sẽ chưa có đậu thì mình hẹn mùa sau. Tại cũng có nhiều nhiều giọng ca hôm qua nay Khương Dừa cũng thấy có nhiều bà con bác đã cát mùa 1 rồi, mà lúc mùa 1 hát chưa có tốt nha. Tới cái xong mình đi cát, mình có kinh nghiệm á, xong mình coi chương trình, xong rồi mùa 2 trở lại mình cát là Khương Dừa thấy hát tốt hơn. Và Khương Dừa cũng có chọn được một vài bạn là đã cát mùa 1 rớt nhưng mà mùa 2 lại đậu. Dạ rồi. Dạ rồi bà con cô bác mình đứng đây mình dạ mình ghi danh thì con vô trong con cát nha. Rồi hẹn gặp ở trong. Một xíu giờ lưu tiếp. Dạ bây giờ vô trong. Đây này chật quá, quán nó hơi chật một xíu rồi cô bác. Quán thường ngày. Quá trời quá đất. Sao con ngồi đây con gái? Ngồi đây coi chừng sao hả? Con ngồi đây coi chừng mấy cô chú đi ngang chúng con. Rồi vô làm. Vô làm. Ekip ai hát mở màn đi, anh Giang hát mở màn rồi chọn anh Giang luôn đi, rồi cái ngày đầu tiên cho nó uống ngày đầu giờ cho nó đầu xuôi đuôi lọt đi. Máy lên hát máy. Hát mở màn đi. Hát mở màn đi rồi chọn đầu xuôi đuôi lọt đi. Quên nữa, nay mặt nhỏ bé nổi mụn mà tự nhiên quay lên nữa. Kỳ quá. Vi Vi vô hát mở màn rồi Vi. Vô hát mở màn bài Vi. Cưng cưng. Vi vô hát mở màn rồi Vi. Vi hát hay lắm, mê giọng hát Vi lắm. Bữa nào nói là xong ca với Vi. Vi hát xong cái anh chọn Vi, xong cái tới Mai hát xong chọn Mai. Hôm nay cho mình chọn nữa cho nó sơm tụ một xíu đây nè. Dạ Phương Vi xin chào bà con cô bác ạ. Không nghe vậy em nói mít nè, bỏ điện thoại xuống đây nè. Dạ. Hát bài gì nè, em cần cầm mic kia cơ. Xong ca hả? Xong ca Vinh Sơn đi. Anh ca nhạc sĩ Trường Sơn hát đi giám đốc nhạc. Sơn bụng hả? Hồi bữa anh Sơn với em tính xong ca bài Anh Sáu Về Quê. Anh Sáu Về Quê hả? Bình minh nắng sớm. Bình minh sáu về quê. Anh Sáu về quê ghé miền quê em. Đúng rồi. Bà đã hay ạ. À chưa âm thanh chưa xong hả? Trời bữa giờ dạ. Nhớ mọi người hồi bữa có gặp chị Kỳ với lại với mấy anh nè. Em, hát bài gì nè? Dạ anh Khương có hát nhạc Mỹ Hương hay Tử Tình. Hát nhạc gì cũng được á. Đợt này thì cũng có rất nhiều bạn dạ cũng khiếm thị cũng đăng ký tham gia, mà mấy bạn hát rất là hay luôn. Nhiều bạn khiếm thị trong mùa 1 cũng để lại rất là nhiều ấn tượng đối với khán giả của Ngôi Sao Miệt Vườn, và đặc biệt là đối với giám khảo. Thì đó, rồi xong chương trình thì Khương Dừa cũng đã mở được một kênh, mà bữa giờ Khương Dừa bận quá, Khương Dừa chưa có sản xuất được nhiều. Bữa nào rảnh rảnh Khương Dừa sản xuất được nhiều để cho bà con bác xem, giống như một cái nơi để mình giao lưu âm nhạc vậy đó. Có nhiều bà con bác cũng rất là thích ca hát. Dạ, nhưng mà nhiều bà con bác đâu có điều kiện để đi thu âm rồi đi hát rồi quay hình giống như Khương Dừa, cho nên thôi Khương Dừa sẽ làm cái điều đó. Bà con bác chỉ còn bỏ công thôi, bỏ công rồi mình Khương Dừa sẽ hỗ trợ tiền đi lại rồi ăn uống rồi. Dạ. Hát bài gì, hát bài gì để dạ, anh đánh bài, để trả lời một câu hỏi đi. Trả lời anh yêu hả? Dạ. À, cho mà để anh hát hay đó, anh đần hay không? Dạ, để anh đàn cho. Để anh đeo cái mic vô rồi để chuyện đeo cho chuyện hát nha. Dạ. Dạ lấy tông.
Để tao mà sáng hát nổi không mày? Trước tiên mở màn để các cô chú anh chị casting, Phương Vi xin trình bày một nhạc phẩm là để trả lời một câu hỏi ạ. Nhưng mọi người không mà tới Kiều với Mai lên hát để chọn đầu giờ cho nó sung. Hôm qua cũng nhờ mình chọn đầu giờ, hôm qua anh trai đó hát giọng cổ thì cũng ở mức trung bình khá, chưa xuất sắc lắm nhưng mà thôi mình cứ chọn đi rồi mình ví dụ anh hơi yếu chỗ nào thì mình sẽ về mình tập luyện thêm cho anh xíu đó. Rồi để mở đầu ngày cho nó sơm tụ, cuối cùng đúng là mở đầu cái xong cái là một suôn sẻ lắm, một lò sao hát hay lắm, hát tốt lắm. Và bây giờ là mình phải hơi khó cho mình một xíu là mình phải lựa chọn. Dạ. Anh Sương đang sáng rồi. Dạ, cô chú anh chị mình ăn sáng rồi chưa? Sáng rồi ăn uống rồi cho khỏe. Quên. Đây là lần đầu tiên. Lần tiên làm gì cô? Dạ, cô có nhiều. Cô có nhiều là cái lần đầu tiên đó chứ. Cô phải nói lần đầu tiên làm gì? Cô phải nói lần đầu tiên làm gì? Dạ. Chị Kiều, em có mua thơm với xoài ngọt lắm á ăn. Bà con cô bác thân mến, bà con cô bác mà tới casting á, có thể là mình tới trễ thì mình sẽ lấy số báo danh á, chỉ lớn á, xong mình sẽ phải đợi xíu. Hôm qua là chỉ có một vài cô chú anh chị là chắc đường xa hoặc là bận việc cho nên là bỏ về trước. Còn đa số là ngồi đợi hết để cát luôn tới 11 giờ khuya luôn. Nhưng mà mình ngồi đợi tới 1 khuya, bà con bác nào nhớ lưu ý là đi cát mà hình như bà con bác được thông tin là đi cát cái nó bồn chồn, cái ngủ không được. Xong cái không ăn uống gì được trơn. Cái lên đây cái mệt. Cho nên mình cứ thoải mái, mình ăn uống ngủ nghỉ cho nó khỏe, chứ mình không ngủ là mình sẽ bị mất hơi á, rồi mình không đủ sức khỏe mình hát. Rồi xong mình ăn uống để có sức khỏe, có người lên đây từ sáng luôn ngồi rồi sợ tới lượt mình á, cái không dám đi ăn, không dám đi uống gì hết trơn, cái đợi tới chiều vô đứng rung vậy nè. Đó cho nên bà con bác cứ thí dụ mình cầm canh số danh, thí dụ như là cô đi 193 thì mình thí dụ mình 293 đi là thấy là 100 người là coi như độ là tầm phải tới đầu giờ chiều. Cho nên mình phải có bà con bác hay gì cái mình đi lại nhà bà con mình chơi, mình nghỉ ngơi rồi hoặc là mình đi ăn uống hoặc ngồi cà phê gì mình thoải mái xíu. Cái rồi tới để có năng lượng đấy, cái chiều cái mình trở lại mình cát. Chứ thôi là bà con bác mà đợi ngồi đợi hoài á, còn nếu không biết thì mình cứ hỏi ban tổ chức để ban tổ chức hướng dẫn. Có nhiều bà con bác cũng thấy thương lắm, ngại sợ, dạ ekip Phương Vừa dạ, dễ thương lắm, không có gì á. Dạ không biết thì cứ hỏi để mấy anh em Phương Vừa hướng dẫn, chứ nhiều bà con bác đừng có ngại gì, không có gì hết trơn á. Rồi anh em Phương Vừa hướng dẫn để mình sắp xếp cái thời gian cho nó hợp lý rồi mình nghỉ khỏe, chứ mình ngồi mình cát mình đợi thì cũng hơi mệt. Còn Phương Vừa thì Phương Vừa ngồi đây, dĩ nhiên Phương Vừa cũng cố gắng hết sức để ngồi tới cuối giờ rồi có nhiều năng lượng để mình trao đổi, mình nói chuyện. Dạ. Rồi bây giờ để con hát trước cho các cô có tinh thần nha. Thấy không? Mời Vi. Dạ. Một nửa ba năm anh yêu tình áo dây quân nhân, đường xuôi quân kể lại đôi lần. Hay quá. Bao nhiêu âu lo có hôm đã hỏi người yêu bé bỏng hay mơ anh vẫn nhà hỏi em có nhớ. Trả lời anh yêu không
mặt trời chân qua bước nào bay vút lên cao đã yêu linh trẻ vậy về ai tiếc gì đi rồi mà đứng vẫn run. Biểu diễn ai biểu diễn à? Trả lời anh yêu không gian còn bước thời gian. Một ngàn đêm nhớ nhiều mơ nhiều, bao nhiêu ô lo. Có hôm đã hỏi người yêu bé bỏng, hay mơ anh vắng nhà hỏi em có nhớ. Chọn em vô vòng ghi hình. Dạ. Nó mở đầu cho ngày mới nó vui tươi. Rồi tới hát Bạch Vô Thường lên hát đi. Nè. Nè hát là Bạch nè. Hát Bạch Vô Thường. Đứa trắng đứa đen. Lên hát đi. Cho anh xin biết đi. Dạ. Rồi hát đi, hát cho vui. Hát đi. Dạ, trong hát. Cảm ơn, cứ ngồi đây đi. Ờ, hát cho. Ờ, hát đi, hát cho bà con cô bác tự. Khoái muốn chết rồi, sáng hôm qua nói sắp xếp anh hai, anh sắp xếp làm sao cho em hai em hát được bài mở đầu. À, rồi rồi để anh chọn bài anh em hát. Trên sân hát hát bài tủ á, bài bữa giờ dợt quá trời. Sao mình nói chuyện hết nổi rồi. Nói chuyện hết nổi rồi. Hôm qua có một bạn, có một cháu rể nó tặng món quà đâu không tiêu không biết nữa. Mình tặng thanh long rồi nữa. À, anh Sơn thì hát rất là hay. Nhiều bà quá cũng quý mến, cũng thương lắm. Rồi xong rồi tham gia ngôi sao vườn bà quá cũng biết thêm nhiều. Hôm nay bà con bác cũng rất là thương anh Sơn. Hiện tại thì Khương Dừa với anh Sơn đang làm cái kênh Ngôi Sao Miệt Vườn. Dạ, anh Sơn làm nhạc hết thì Khương Dừa tổ chức sản xuất để hỗ trợ cho các bạn tham gia Ngôi Sao Miệt Vườn. Dạ. Thì hy vọng bà con bác vô ủng hộ kênh Ngôi Sao Miệt Vườn nha. Đó là kênh nhạc của các thí sinh Ngôi Sao Miệt Vườn. Dạ, còn chương trình Ngôi Sao Miệt Vườn thì Khương Dừa vẫn phát kênh của Khương Dừa. Dạ, cảm ơn quý bà con bác rất là nhiều. Khương Dừa bữa nào Khương Dừa với anh Sơn phải xong ca là quay để gửi tới bà con bác. Dạ. Hôm qua là em chọn, hôm qua là em cắt được 100, gần 180 bà con bác. Mà chọn nhiều. Ý đồng quá chứ. Dạ nhiều á. Bữa nay chắc cũng mấy trăm.
hôm nay chắc khoảng 200 trở lại, em không dám gọi nhiều vì gọi nhiều mình không có cắt hết. Dạ với cắt nhanh quá không có giao lưu được, không có nghe được. Bởi vậy thôi là hết, em đi đường em hả? Giới thiệu ấy. Anh Sơn hát nổi, anh Sơn bị thăng tiến rồi. Ồ ghê không? Bữa nay anh bị thăng tiến quá. Bị thăng tiến 3-4 ngày này. Thôi là hết, anh đi đường anh. Quá trời, giả bộ rung nữa. Gắn mic cho nói chuyện. Giả bộ rung nữa. Nè, đeo mic vô. Gắn mic vô. Gắn nè, gắn nè. Đừng sáng vô đây. Đừng gắn dây xong nghe. Lần đầu tiên tụi em được hát trên sân khấu với tất cả chứng kiến của bà con không hát. Xưa giờ hát MV không ạ? À? Có gì sai sót mà hát nó không đúng tâm đúng nhịp như giáo phim không đó, mọi người bỏ qua. Không bỏ qua. Cái gì đúng qua bỏ qua. Không thể bỏ qua. Cái gì cũng bỏ qua. Đứng trên đây mình không rồi. Đúng rồi. Dạ mình mới hiểu cảm giác của bà con cô bác ạ. Rồi, nhà có nhạc chưa? Dạ, nhà có nhạc nhưng mà cái lời nó chưa có. Chưa thuộc hả? Nên để anh đánh đàn mỏi tay. Anh đánh cái gì nào cũng bài bài nha. Sẵn giới thiệu kênh hai đứa, bà con bác cũng ủng hộ. Dạ, cũng nhân tiện một cái clip trên kênh của Thương Dừa Channel thì em cũng xin được gửi lời chào bà cô chú anh chị. Em là Mai Mami, còn bên cạnh em là... Dạ, em là Thanh Kiều ạ. Dạ. Thì cảm ơn mọi người, cảm ơn cậu Tư rất là nhiệt tình. Thì cũng nhân đây cũng em cũng cảm ơn bà con cô bác rất là nhiều ủng hộ chương trình Ngôi Sao Miệt Vườn suốt cái mùa 1 vừa qua để tụi em có thêm động lực làm cái Ngôi Sao Miệt Vườn mùa 2. Và cũng nhân đây đông đảo khán giả thì mong bà con cô bác ghé qua kênh Hoa Mami ủng hộ nha. Dạ có lời cho. Mở điện thoại á. Dạ. Mở điện thoại á, lấy điện thoại mở. Dạ đúng rồi, không diễn được hả? Sợ mà anh mở biết sợ không biết bao lâu á. Không biết bao lâu anh? Anh bao lâu anh? Rồi mạng không mở điện thoại đi. Diễn như không diễn mà. Diễn như không diễn mà. Chứ mở thôi đâu biết khi nào lên. Đợi lâu quá bị già. Dạ hôm nay để mở màn và Vi hát rồi cho Kiều với lại Mami hát để cho mở không khí cho nó vui sôi động xíu cho bà con bác tự tin. Dạ. Rồi đây là các chú cô chú anh chị là các bạn là xem kênh Thương Dừa, thương dừa rất là nhiều luôn và đến cáp. Không có cái nào hạnh phúc nào bằng luôn. Thương Dừa thương mấy anh em trong ekip. Rồi, cô thức như vậy con. Hai sáng đi chợ luôn con. Đúng rồi đó, cô nói thật luôn. Hai cái Thương Dừa. Dạ. Dạ, nhưng mà dạo này có nhiều ông bà cô chú anh chị hỏi Thương Dừa là không có quay clip nữa hả? Tại vì chắc là ông bà cô chú chị không có biết đăng ký á. Thường thường xem mình nhắn nhất đăng ký thì nó sẽ báo thông báo. Còn nhiều bà con bác xem không có bấm cái đó cho nên là nó không có đề xuất thì bà con bác không biết có clip. Dạ cho nên bà con bấm vô cái đăng ký. Phải hát nguyên một cái đoạn. Và bấm luôn cái chuông. Dạ. 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 Dạ rồi, rồi ok chưa? Rồi mời hai ca sĩ. Dạ. Bữa giờ tập luyện bill quá trời, giờ có dịp thể hiện à. Bài này tụi em chưa có tập luyện cũng chưa hát bao giờ. Bài gì nè? Tụi em chưa hát xong ca đó nha bao giờ. Nhưng mà bài này nó sung sung cho nên là tụi em chọn đấy. Bài gì? Dạ. Sau đây Mai Mami và Thanh Kiều xin được gửi đến bà con cô bác có mặt ngày hôm nay bài hát được mang tên Trình. Dạ, tình nghĩa chỉ thế thôi. Rồi vô. Thôi là hết anh đi đường anh. Tình duyên này chỉ bấy nhiêu thôi. Còn mong gì hình bóng xa xôi gặp lại chuyện năm xưa cho tim hình nhận rồi ngỡ. Thôi là hết em đi đường anh.
ghét lòng người còn yêu ai. Hay quá. Hay quá hai chị ơi. Tiếp hai chị, tiếp luôn ý. Lần hai. Thôi là hết em đi đường em. Vì sao trời đành vẫn duyên em lỡ là một người em thương, lỡ là một người em yêu. Từ đây em xin người yêu đừng oán trách hay giận hơn gì anh. Nếu trước chúng ta đừng quên vì thương nhớ không về trong đêm nay. Nhiều đêm trên gối bên người không quen biết, trong tim em cảm thấy như cô đơn. Tại anh không nói hay tại anh không biết mà tình ta tan vỡ theo thời gian. Thôi là hết chia ly từ đây, người phương trời sẽ sống bơ vơ. Nhiều đêm buồn về chiếm tâm tư, nghe lòng còn thương ai, nghe lòng còn yêu ai. Nhiều đêm buồn về chiếm tâm tư, nghe lòng mình còn yêu ai, nghe lòng mình còn yêu ai. Rồi. Dạ, cô bác. Rồi. Qua những cái câu hát của em và qua những cái làn hơi phồng phồng của tụi em, thì tụi em cũng mong em... bà con cô bác hãy cứ tự tin mạnh dạn lên. Dạ. Cái cỡ như tụi em mà còn dám đứng hát thì bà con cô bác thì chắc chắn mình sẽ rất tự tin. Dạ. Em chúc cho buổi casting ngày hôm nay thật là thành công và con cô bác thật là tự tin để mình thỏa mãn cái đam mê của mình một lần bước trên sân khấu. Dạ, em cảm ơn mọi người. Rồi, anh Sơn anh nói chọn hai đứa em về phòng thu. Để chỉnh sửa như giọng hát nhiều hơn. Rồi. Rồi đó, chúng ta sẽ chọn thêm luôn chương trình Ngôi Sao Miệt Vườn để đứa làm đạo diễn, đứa làm biên tập. Cũng được rồi. Rồi, giờ mời bà con cô bác dạ hôm nay số danh nào đây đầu tiên là đằng Dương Văn Vĩ hả? À dạ rồi rồi, Dương Văn Vĩ. Dạ rồi, hướng dẫn bạn lên giùm anh. Không, cho Vĩ trước đi. À thẳng ờ thẳng thẳng chứ, ờ thẳng chứ. Hỗ trợ, thí sinh hỗ trợ thí sinh, thấy thương không? Hai em với bạn anh đi gần hả? Chung hả? Chung quê luôn hả? Sáng đi chung luôn hả? Không đi riêng. À đi riêng hả? Qua đây uống cà phê thì tâm tình người biết. Dạ. Chơi từ từ anh, bước từ từ. Đưa lấy đưa mic ảnh, lấy đưa mic lấy cây đó lại làm gì? Dạ phổ nhạc anh. Cổ cổ. Nè nè Mai, Mai đeo cho anh để nói chuyện không nghe. Chào anh. Dạ em. Dạ anh Hận hả? À. Cà dạ, Mau em... anh, quen Cà Mau anh? Dạ em Cà Mau anh. Ủa sao để vào 7-8 là Dương Văn Vĩ ta? Có lộn không vậy anh? Bạn ghi lộn rồi, sáng đầu ngày mấy bạn lộn. Lộn cái gì à? Anh là 178. 179 là Vĩ. Anh trai cứ thử cái micro thử đi anh. Alo, alo. Bật lên. Bật lên. Alo. Dạ có. Dạ. Anh Hận ơi, anh Hận Cà Mau lên luôn sao anh Hận? Dạ em ở Cà Mau lên anh, em lên lúc ngày hôm qua, may mới nhà cô ở gần chỗ gặp Galaxy á. Dạ. Dạ anh làm công việc gì? Dạ em công việc em ở nhà, em bán vé số anh. Dạ, đã bán tại nhà luôn hả anh? Dạ em bán vòng vòng ở thôn quê á anh. Dạ. Rồi cô bác cũng thương tình ủng hộ. Dạ. Mua giúp giùm em á. Dạ. Mọi người đi qua đi lại rồi người ta thấy em bán số gì đó rồi cô. Dạ. Bác người ta ủng hộ ạ. Anh nói chuyện chắc cũng vui, chắc là bà quát cũng ủng hộ nhiều ha. À, ai cũng nói em có duyên hết trơn á. Ta gắn mấy cành rồi. Gắn micro. Fan của trên Hài Bảo Trung hả anh? Dạ em ghiền lắm, ghiền chú từ lúc nhỏ lận anh. Dạ. 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 Anh ngày anh bán được bao nhiêu tờ? Dạ vé số nói thật với anh thì bây giờ vé số thì nói chung rất là hiếm anh ơi. Bán mà ngày có 120, 130 tờ à. Rồi có bữa thì nếu mà có vé số có thì được 180. Mà vé số thì bây giờ người ta nói vé số chuyển Phú Quốc về Hàn Quốc gì bển á, còn bên Việt Nam mình không có gì đó. Tùm lum hết trơn á. Dạ rồi anh chắc có gia đình rồi hả anh? Dạ em có vợ rồi anh. Dạ mấy người con rồi anh? Dạ không có con nào hết trơn ơi, 8-9 năm rồi. Người ta kêu lái mà lái hoài lái không được anh ơi, không có con anh ơi. Dạ rồi. Bà xã anh cũng làm gì anh?
Và bà xã em cũng bán vé số luôn, cũng là người khiếm thị mà còn thấy mờ mờ, đạp xe đạp được, có bữa đạp té xuống ống cống luôn. Rồi tự lên hả? Dạ, rồi cái con của bác đi ngang, ta nóng ta kéo lên. Bữa đó cái lỗ mũi ăn trầu luôn. Cái đầu sữa thuốc hả? Dạ, rồi thằng này nhiêu tuổi? Dạ em hôm nay mới 36 xuân xanh anh ơi. Rồi nhỏ hơn em nhiều ha. Dạ em nhỏ hơn anh. Mà em mê anh lắm, em ấn tượng anh dữ lắm luôn á. Dạ. Em thích anh dữ dằn luôn á. Đêm nằm ngủ cũng thấy anh khương dừa nữa. Rồi anh nghe em hả? Sao em mở nhà mở kênh em nghe em hả? Nghe chương trình được hả? Dạ em mở được, em có phần mềm cho người khiếm thị đó. Dạ. Dạ em cũng hay theo dõi những cái clip của anh đó hoài luôn à. Dạ cảm ơn nhiều nha. Rồi hôm nay anh em mình gặp ha. Dạ. Dạ anh tự tin nha, thấy anh vui vẻ lắm rồi đó. Cái này mà lên là tiết mục của anh là tự biên tự diễn luôn, khỏi cần nhưng diễn gì á. Nhưng mà hơi gung anh ơi. Gung mà. Dạ. Gung xíu đi. Gung đi. Bật chế độ gung đi hết, gung người hát, anh hát gì nè. Dạ. Dạ em xin hát em lên đây thì em chuẩn bị hai bài, một bài nhạc, một bài cổ. Nhưng mà nếu mà thời gian có thì em xin luôn. Còn nếu mà không được thì em xin một bài cổ thôi. À bài cổ trước ha. Ở dạ. Đây có anh ca nhạc sĩ Trường Sơn nữa nè, giám đốc nhạc của chương trình nè. Dạ. Giới thiệu với anh ha. Dạ kế bên em là bạn Thanh Kiều, đạo diễn của chương trình. Dạ còn bên kia là bạn siêu biên tập của chương trình Mamami. Dạ còn bên kế bên đây là ông anh rể. Dạ em xin cục chèo. Dạ em xin chào đến biên tập chương trình luôn, chào nói chung em tổng chào hết tất cả luôn đi. Dạ tại vì em không thấy hôm nay ban nhạc thì có anh Hiếu, dạ với lại Minh Cường đẹp trai. Dạ. Dạ em xin trình bày dòng cổ là dạ, nỗi lòng. Dạ Cường sẽ hỗ trợ nhạc cho anh ha. Dạ dạ nỗi dòng cổ là nỗi lòng con trẻ hát về cuộc đời của em. À, bài này sáng tác của anh Hoàng Trọng ở Định Bình Cà Mau á, gửi tặng cho em bài hát này. Dạ có anh Linh hỗ trợ lời bài hát cho thí sinh, cảm ơn Linh rất nhiều. Dạ rồi giờ tới anh Hận hát ha. Dạ dạ em hát ạ. Mời anh. Tuổi thơ con đã rời ta, sống một mình cậy nhờ thân, chút tình thương con chẳng có bao giờ. Khi nhớ mẹ con bùi ngùi lắng lẽ. Cơn mưa chiều thu làm lòng con thêm thương nhớ. Nhớ mẹ kính yêu người mẹ năm. Còn có mẹ bên mình, được mẹ thương yêu nâng niu chiều chung. Do sớm mưa chiều được tay mẹ chở che. Còn giờ đây con lạnh lắm mẹ ơi, con thương tưởng vòng tay người ấm áp. Kiếp sống mồ côi không nhà không bến tựa, ơi hỡi mẹ hiền nơi nào có thâu. Rồi anh Hận thêm một đoạn nhạc nữa anh Hận ha. Anh cũng coi như anh là thí sinh đầu tiên luôn rồi đó. Dạ nhạc nữa anh. Dạ, dạ. Dạ em xin hát đoạn nhạc nữa anh, bài, dạ. Bài hát Hiếu đạo gì đó anh. Dạ. Dạ bài Hiếu đạo. Anh hát hay quá. Giọng khỏe. Anh đi bán anh có hát không? Dạ trước đây em bán tâm, bán lượt, bán đủ thứ hết trơn á. Em hát rồi từ cái mùa dịch tới giờ em không có hát nữa anh ơi. Dạ. Hình như hôm qua bà xã mới mua cho anh cái áo mới hả? Dạ cái áo mới này nói thôi ra cái cô mới cho á. Cô nói đi sao mặc đồ rồi ấy quá trời vậy, cô lựa cho con cái áo nè con, mặc vô con dạ, cho nó đẹp con ơi. Dạ cái áo mới liền luôn. Dạ. Dạ. Rồi bài Hiếu đạo gì anh hát đoạn để anh chờ theo không? Đi
đi khắp thế gian không ai tốt bằng mẹ. Dạ. Em có gì nương nương em chút xíu nha. Dạ. Nương chứ. Thoải mái à. Đi khắp thế gian không ai tốt bằng mẹ. Gánh nặng cuộc đời không ai khổ bằng cha. Cao hơi cao, cao xuống, xuống thiếu luôn, xuống chứ. Dạ. Dạ. Đi khắp thế gian không ai tốt bằng mẹ. Gánh nặng cuộc đời không ai khổ bằng cha. Nước biển mênh mông không đông đầy tình mẹ. Mây trời long lóng không phủ kín không cha. Tầng tàu sớm ôm mẹ nuôi con khôn lớn. Mang tấm thân gầy cha che chở đời con. Ai con mẹ xin đừng làm mẹ khóc. Đừng để buồn lên mắt mẹ nghe không. Ai con mẹ xin đừng làm mẹ buồn. Đừng để buồn lên mắt mẹ nghe không. Ai con mẹ xin đừng làm mẹ khóc. Đừng để buồn lên mắt mẹ nghe không. Ai còn mẹ xin đừng làm mẹ buồn. Đừng để buồn lên mắt mẹ nghe không. Đừng để buồn lên mắt mẹ nghe. Dạ cảm ơn anh. Em là Trường Sơn đây. Dạ em chào anh Trường Sơn. Em nghe tiếng anh hát lâu rồi, hôm nay mới gặp được anh á. Dạ. Hồi nãy là anh nói bao nhiêu tuổi em nghe không rõ. Dạ em năm nay vừa tròn 36 xương xanh anh ơi. Ồ 36 à. Rồi dạ. Anh xin phép kêu em bằng em nha. Hôm nay giọng hát rất là hay, rất là trong trẻo. Nghe rất là nội lực. Mà hồi sáng giờ ăn sáng chưa mà hát hơi mạnh dữ ta. Dạ em chưa ăn sáng, anh sáng nay em qua đây chưa ăn gì chân, uống hơi ly nước cam rồi đó anh. Dạ. Dạ. Nếu mà ăn sáng hát mạnh hơn nữa đúng không? Dạ cảm ơn. Rồi cảm ơn anh, cảm ơn em rất là nhiều. Vì thời gian mình cũng không có nhiều nên là anh em ở đây không nghe được hết một bài cũng hơi tiếc. Nhưng mà như vậy cũng đã đủ rồi. Hy vọng là sẽ gặp em ở vòng sau để ghi hình để có nhiều sản phẩm hơn cho bà con mình xem ha. Dạ em cảm ơn ạ. Dạ thôi bây giờ về thẳng coi như là em là nãy là mấy tiết mục giao lưu thôi. Nhưng mà em là coi như là tiết mục đầu tiên của ngày hôm nay. Mà em hát cũng hay. Mà em lại vui tính nữa. Cho nên là thôi anh quyết định anh coi như là chọn em vào nguyên hình luôn. Để cho mở đầu một ngày mới cho nó suôn sẻ, cho nó vui tươi ha. Dạ em cảm ơn Khuyên Dừa. Giờ hôm qua nay chỉ có hai người được nhận thông báo trực tiếp. Còn quý bà con cô bác mà thi thì mình phải về mình coi lại. Coi như là ưu tiên cho hai người đầu tiên ha. Vậy là mai mốt bà con bác sẽ tranh thủ đi sớm. Rồi chúc mừng Hận nha. Rồi về dạ, tập vô. bài này bị Hiếu Đạo hả? Dạ Hiếu Đạo anh. Dạ, dạ rất là hay, em tập bài đó đi rồi mốt mình vô ghi hình ha. Dạ cảm ơn anh. Rồi hẹn gặp em, rồi với em tự biên tự diễn em làm, em dẫn em xin làm một mình một bèo luôn nha. Dạ. Được thì hỗ trợ thêm anh đó, tại vì em vẫn có duyên quá. Dạ. Rồi mốt có đi lên thi nhớ cầm theo vé số rồi bán ra anh cũng hỗ trợ thêm. Dạ. Hộ. Dạ. Rồi giờ về ha, về Cà Mau ha. Dạ em về Cà Mau, về nhà cô rồi xong ở lại cô một bữa, cô coi ở lại cho một bữa rồi mai hãy đi. Nhưng mà nghe nói Cà Mau xa lắm á. Dạ nhưng mà xa nhưng mà vì đam mê không bao giờ xa. Thế dạ. Rất gần, dạ. Rồi cảm ơn em nhiều nha, chúc em sức khỏe. Dạ trước rồi. Khi ra về em cười cái. Bán bảo chung. Rồi chuyển cái mic kia luôn. Cảm ơn Hận nha. Cẩn thận nha em. Dạ.
em bị phỏng cổ hả? Dạ, hồi đó bị hạch anh ơi. À, bị hạch. Bị hạch đó, rồi cô bác giúp đỡ đó, cho à. Điều trị đó, rồi à. Giờ làm này nó còn khỏe. Cũng mừng ha. Dạ. Rồi tới Dương Nguyên Mỹ nha. Mỹ mà vỡ thiên rớt thì mốt theo hỗ trợ anh Hận đi thi. Thành đối bạn. Chào cưng. 79. Và lời nói đầu tiên cho con xin gửi đến lời chào đến ban giám khảo và các cô chú trong buổi mặt cách tin ngày hôm nay. Thôi đừng có khóc. Đừng có khóc nha. Bình tĩnh đừng khóc. Đâu có dạ. Gì đâu mà khóc. Nhớ ai ạ? À? Nhớ ai? Nhớ yêu ạ? À? Dạ không. Có vợ chưa? Dạ có rồi. Dạ. Dạ. Nhớ con hàng xóm hả? Không. Nhà em ở đâu? Dạ em làm ở Củ Chi á. Rồi quê em ở đâu? Kiên Giang. Kiên Giang. Dạ. Lên Củ Chi lâu chưa? Em lên 3 năm rồi. Rồi em làm công việc gì? Em làm công nhân á. Ừ, công nhân ha. Dạ. Rồi cưng với lại bà xã cũng làm chung hay sao? Bà xã giờ về dưới chăm con. À, cưng có mấy đứa rồi? Có 1 đứa mới 11 tháng rồi. Ờ, còn nhỏ ha. Dạ. Vậy là qua lễ về thôi nôi hả? Dạ, qua lễ. Dạ. Rồi. Rồi, rồi gửi lời thăm gia đình ha. Rồi dạ, cưng, dạ. Cưng hát bài gì nè? Dạ em trình bày cái khúc Đất Mộ Cuộc Tình. Dạ. Ok. Cái này đắp khoảng bao lâu cơ? Dạ, em không biết nữa. Này thấy nhiều đầu đang người đắp qua không xong. Có gửi tặng bài hát này cho bà xã không? Dạ. Bài này buồn quá chắc gửi không? Dạ, thôi gửi thì sẵn gửi lời cho bà xã luôn. Xây dân mộng ban đầu yêu người thở mới đôi mới em đang đổ trăng tròn từng ngày qua phố áo em trắng cả đường về lá thư ôm mộng hồng cho mối tình xanh như cung hoa ai đã hẹn với thề để rồi lỡ mối duyên thơ ra đi chẳng ra từ ngày em thấy áo hoa pháo đỏ dù nồng có ai nát cả cõi lòng đừng nhìn em bước bên chồng 20 năm cuộc mộng dở dang cắn sau bóng nàng lắng trong cung đàn em giờ ở đâu hẳn vui diện mới 20 năm cô dù còn đây muốn qua tháng ngày cố quên đi người say hoài sầu không vơi tình duyên ta tiến muốn thiên ly này ôm giấc mộng lỡ làng những chiều lẫn đến mưa rơi đêm say chờ chăn tàn từng thâu thấy lá rơi đắm mộ cuộc tình lá bay chân nặng tuổi đời nhớ người ta dón ly này. Cảm ơn Hận nhiều nha. Để anh Sơn góp ý cho em đó anh Sơn. Cảm ơn em. À, cảm ơn anh trai hôm nay đã dành thời gian đến chương trình. Em ơi, anh rất là thích cái cách con hát hơi cũng rất là khỏe, rất là ngọt ngào. Nhưng mà có tiếc một điều là bây giờ anh muốn góp ý một chút để cho em sẽ tốt hơn. Nếu mà vào sau này em có hát ở đâu cũng vậy. Yeah. Em bị cái chính tả đó, chính tả của em sai hầu như là 90% luôn.
Yeah. Chắc do mình ở vùng miền á. Đúng rồi, do mình ở miền Tây á, anh cũng ở miền Tây nên anh biết là anh em mình cùng ở miền Tây là tất cả đều bị sai chính tả. Mình phát âm mình lưu ý là có những cái bài á là mình phải coi cái bài này mình hát giọng miền Nam hay giọng miền Bắc. Nếu giọng miền Bắc là mình phải phát âm tất cả là phải là miền Bắc. Nghe cưng. Chỉ có như vậy thôi, còn tất cả mọi thứ em hát rất là dễ thương, giọng rất là ngọt. Nhớ lưu ý mai mốt mình có hát cái bài tiếp theo nữa, mình xem cái bài nào nó phù hợp với mình ha. Có thể là có những cái bài em hát tiếng miền Nam không cũng rất là hay. Do em chọn cái bài nha. Cố gắng lên ha. Cảm ơn chú Vĩ nha. Rồi chúc em sức khỏe. Dạ rồi, cảm ơn quý bà con bác rất nhiều, mở đầu một ngày mới cái tin rất là vui. Dạ rất là sôi động. Cũng hy vọng là ngày hôm nay sẽ được nhiều bà con bác cũng hát hay, hát vui. Hôm qua có mấy tiết mục hát vui mà cười quá cười. Dạ cũng Phương Dừa cũng hy vọng sẽ bùng nổ như là cũng săn hự nha bà con bác. Dạ đang thiếu những tiết mục như thế, bà con bác mạnh dạn tự tin đăng ký tham gia. Hôm nay siết cũng được đó, lên kệ nó siết múa lửa lắc vòng cũng được. Mình yêu như là chương trình tập kỹ. Dạ, cảm ơn quý bà con bác rất nhiều nha. Bà con bác nhớ thông tin cách tin đó là số điện thoại là 0901 955 507 và mail đó là ngosamietvuong@gmail.com. Nhớ là hôm nay Khương Dừa cách, hôm nay nữa là Khương Dừa ngưng, rồi qua lễ là ngày 6 ngày 7 tháng 5 2023 Khương Dừa sẽ cách tiếp hai ngày đó. Dạ tại địa chỉ là 596 đường Lê Văn Quế, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh, quán cà phê Lê Đá. Dạ còn ngày 29 tháng 4 2023 là chương trình Học Để Đời tập 1 sẽ lên sóng vào lúc 20 giờ trên kênh Khương Dừa, hy vọng quý bà con bác cũng ủng hộ. Dạ cảm ơn nhiều. Còn bây giờ thì Khương Dừa cùng với lại anh Trường Sơn với lại ekip chương trình cùng tất cả quý bà con bác đây xin chào tạm biệt. Bà con bác đang theo dõi kênh Khương Dừa, chúc tất cả quý bà con bác mình thật là nhiều sức khỏe, hẹn lại.